Hello, xin chào mọi người quay lại với channel của mình nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi tựa game kinh dị có tên là Căn Nhà. Và lần này chúng ta sẽ chơi phiên bản thứ hai, đó là phiên bản năm 2005 nha mọi người. Và mình nhận thấy rằng là cái tựa game kinh dị này video trước mình làm thì cũng được hơn 100 lượt xem. Cho nên mình nghĩ là mọi người cũng có vẻ quan tâm đến cái việc mình chơi game kinh dị. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục làm nốt phần 2, tức là phần kết thúc của tựa game này luôn nhé mọi người. Let's go. Rồi, trước khi vào thì mình sẽ lại chỉnh cái camera nó nhỏ lại. Đó, tầm 1.400 là được nha mọi người. Đấy, cái này được ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ vào đọc cho mọi người xem là cái cốt truyện của cái phần 2 này. Thì truyền thuyết, truyền thuyết nó kể rằng là có một cái ngôi nhà nhỏ trong một thị trấn đã bị đóng cửa và bỏ hoang hàng thập kỷ rồi. Và căn nhà này thì thuộc sự sở hữu của một gia đình giàu có nọ. Nhưng rồi một ngày, tất cả các thành viên trong gia đình, gồm có cha, mẹ, con gái và cả người giúp việc, thì đã được cho rằng đã tự sát. Và kể từ thời gian đó, thì tất cả những người hàng xóm là đã phong tỏa căn nhà một thời gian dài, bởi vì họ tin rằng cái căn nhà nơi mà tất cả các thành viên trong gia đình tự sát thì bị nguyền rủa. Và một số nói rằng là họ có nghe được cái âm thanh la hét của một người phụ nữ từ cái căn nhà đó. Vì vậy là cho tới giờ chưa có một ai dám vào căn nhà đó. Còn bạn có dám không? Mình thì chắc chắn là dám rồi. Mình là những thằng liều. Và chúng ta bắt đầu luôn với tựa game The House 2, căn nhà thứ hai đấy nha. Rồi, đây là cái giao diện, nó rất là giống phần 1 thôi. Phần 2 này chúng ta sẽ có cái gì mới lạ đây ha. Mới vào chúng ta sẽ có cái cửa này, và chắc chắn là phải vào nhà thì phải cửa nó bị khóa nha. Để mình xem nào. Rồi, xung quanh thì có rất là nhiều vết máu các thứ. À, đây là cái hàng xóm người ta chặn rồi nha mọi người. Hàng xóm là phong tỏa căn nhà này như cái cốt truyện nó nói đó. Mình sẽ gỡ phong tỏa này ra một cách là mình giật mạnh cái cửa, nó sẽ rơi đó. Rồi, cửa đã mở cho mình ra. Bây giờ bạn đã ở trong căn nhà. Rồi, sao nào? Phòng thứ nhất, phòng khách. Ở đây thì mình thấy rằng là có một cái ghế này, ở đây có bức thư, ở ngoài kia có một tấm hình nha. Rồi, sao nào? Thì có công tắc đèn. Đúng rồi, đây là công tắc đèn. Các bạn, mọi người có nghe thấy tiếng bật công tắc đèn không? Nhưng mà không thấy gì lên cả. Rồi, sao nào? Mình kia cầu thang này. Rồi, đọc cuốn thư trước nha. Vào ngày 19 tháng 9 năm 1964, tôi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ trong căn nhà này. Tôi thực sự cảm thấy nó, bởi vì ngày đầu tiên tôi đến đây kể từ ngày đầu tiên tôi đến đây làm việc như là một người giúp việc. Tôi rất là sợ cái thư đó. Tôi có nên nghỉ việc không? Rồi. Không biết là cảm thấy thứ gì mà sợ như vậy ha. Chúng ta sẽ xem nào. Đây là tấm hình của gia đình này. Mọi người có thể thấy đây là người mẹ này, đây là người cha và con gái này. Đó, hiện tại thì mình vẫn chưa có thông tin gì, thông tin cá nhân gì về ba người này cả. Mình nghe được tiếng cái... Mọi người có nhìn thấy cái thang hay là cái gì, cái bóng to ngoài không? Đó. Đúng rồi, đây là cái tiếng kêu khóc của một người phụ nữ. Mình nghe là mình biết. Rồi, như vậy là máu đã chảy ra từ cái lỗ thông gió ướt tấm hình của gia đình rồi nha mọi người. Nào thì mình có nghe một cái tiếng giọng thì thầm gì đó. Cái bộ quần áo đó là mình nhớ tới cái người kiểu hầu gái bên Nhật Bản ấy mọi người. Ở đây chắc là bộ đó ngày xưa cũng mặc nên làm người giúp việc ha. Có thư này. Năm sinh của cô con gái. Mình lại nghe cái tiếng nhân vật nó đọc. Cái thằng này nó yếu tim mà nó cứ thích vào những chỗ như này nhá. Đây mới này. Vào ngày 4 tháng 1 năm 1965, thi thoảng cô ấy nói chuyện một mình. Thi thoảng cô ấy cười buổi tối và thi thoảng cô ấy gọi ai đó. Cô biết đây là nói ai nhỉ? Có thể là nói cô con gái à? Xem nào.
Ôi trời ơi. Rồi rồi rồi. Đèn chớp 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 rồi. Chớp 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 nha mọi người ơi. Có thể là điều gì đó nó sẽ xuất hiện đây. Không tương tác được gì nữa rồi nha. Có điểm rồi mọi người ơi. Mình cứ nghe cái tiếng kêu vang khóc của một ai đó nha. What the hell? Không cho mình đi màn tiếp à? Cho mình đi tiếp đi chứ. Mình đã bị kẹt ở cái phòng khách này rồi. Ô, nó cứ chớp nha mẹ à. Cô ấy không gì? Không ở đây à? Hay không ở gì? C Sâm. Rồi rồi biết rồi. Cho mình đi tiếp đi chứ. Oh my. Mình bị kẹt ở đây không mọi người ơi? Cho mình đi tiếp đi. Bây giờ mình cứ ngồi bật công tắc này mãi à? Tấm hình của gia đình thì vẫn cửa đó thôi. Bức thư ở dưới thường. Rồi năm sinh con gái mình biết rồi. Ôi giời ơi. What the hội. Ôi qua màn 2. Phòng tắm. Và cái người hồi nãy mình đoán là cái người giúp việc nha. Tại vì con gái không thể nào già như vậy được. Và người vợ cũng như vậy, không thể nào già như thế được. Ở các phòng tắm này thì chúng ta nghe được tiếng mưa. Nhưng mà ngoài trời thì mình thấy giống như cái ảnh này là buổi sáng mà người ta chỉnh thành buổi tối ấy, mọi người. Sao nào, kéo cái rèm ra các bạn. Thử mấy kinh dị mà kéo ra kéo vô cái rèm là rất dễ bị hù này. Ơ, à, tôi kéo kìa. Ok à. Mở ra nhìn. Ơ à, xả được cái bồn cầu, mở được cái vòi nước. Không có mở được cửa sổ, tủ không mở được. Holy Bible. Như vậy là chúng ta có một cái quyển kinh thánh đặt ở trong nhà vệ sinh, không hiểu kiểu gì. Sao lại kinh thánh đặt trong nhà vệ sinh nhỉ? Mình nghe tiếng gõ cửa nha. Mình nghe tiếng mở cửa. Ồ, không phải. What the hell? Ai ở ngoài cửa đây? Oh no no no. Máu chảy ra rồi. Cái phần 1 với phần 2 mỗi khi mình thấy máu chảy ra là sẽ có cái điều gì đó. What the hell? Tôi thực sự xin lỗi vì những gì tôi đã làm với con của chúng tôi. Xin hãy tha thứ cho tôi. Ok ok ok. Mình bị tha thứ rồi. Còn Thượng Đế có tha thứ cho bạn không? Mình không biết. Để cuốn kinh thánh trong này mà làm những cái điều như vậy là không hay. Oh my god. Có chân có cẳng đàng hoàng. Sao lại không đứng mà lại đi treo mình lên thế kia nhỉ? Oh wow wow wow. Ai đấy? Ai vậy ta? Mất rồi mọi người, không thấy cái chân nữa rồi. Ơ, còn à? Mình cứ nghe cái tiếng đập đập. Đó, 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 đập đập, mọi người nghe cái tiếng đập đập, đập đập. Rồi, mấy cái này mình đọc hết rồi mà. Mất rồi nha mọi người. Ai đây, ai đây? Tất cả trên tường chỉ là những cái chữ mà xin hãy tha thứ tôi. Và phòng 3 chúng ta sẽ là phòng ngủ nha. Và đây chắc chắn là phòng ngủ của con gái rồi. Tại vì mình thấy ở đây có những cái đồ chơi như kiểu là cái con ngựa này, con gấu bông này. Xem nào, đây có gì không? Niêm phong cửa sổ. Ở đây niêm phong bên trong à? Vậy là vậy là cũng có người vào trong nhà này rồi. Người ta đóng cái cửa kiểu cái thanh cài từ bên trong chứ. Ồ, nhạc nổi lên rồi. Đây là nhạc từ cái hộp mà
Học music box nha mọi người. Đây là chứng chỉ nhận nuôi của con gái tên là Nicola Marti, được chính thức nhận nuôi vào ngày 24 tháng 12, đúng Giáng sinh luôn, năm 963, ở cái trại trẻ mồ côi Woodland á. Và cha mẹ nhận nuôi có tên là Mary Rusin và Mary Rusin. Vậy là mình nghĩ Mary là nữ rồi, đúng rồi. Rusin là họ của chồng. Đã được chứng thực nha, đây là hình con gái này, nãy mình có thấy hình gia đình rồi. Ok, chào nào. Có gì không? Không có giấy gì khác ngoài cái này hả? Kiểu như là nó cho mình biết thêm về những cái thông tin ấy. Mình cứ ngồi mình gọi cái code này nha. Thế nào nó cũng lên nó hù mình. Tại vì mục đích mình đến những cái nhà này là mình sẽ gọi là phá các kiểu, xong rồi linh hồn nó giận dữ lên sẽ xuất hiện. Tiếp theo cũng phải có giấy gì khác chứ nhỉ? Có mở tủ đâu ông ta à? Mình nghe cái tiếng cười rồi. Mở tủ đi, cho mình mở tủ đi chứ nhỉ? Hồi gì đi chứ? Không có một miếng giấy nào hết. Không có một miếng giấy nào ở dưới. Dời. Như vậy là mình cứ ngồi mình bấm cái music box này cho nhạc nó lên đó. Xong rồi cái cô con gái kia sẽ về thăm mình. Vậy cứ mình cứ bấm vào đây thôi. Phần 2 này mình thấy nó tương tác phải yêu cầu cái thời gian, đòi hỏi cái thời gian nó lâu hơn là phần 1. Phần 1 thì một lúc là được. Ở đây này, cô ấy đến mỗi đêm và cô ấy thích chơi trốn tìm. Cô ấy rất giỏi trốn. Tôi sẽ không bao giờ tìm được cô ấy. Thế thì tốt thôi, trốn đi. Tôi sẽ kêu giỏi trốn, nó đứng ngay được quất. Rồi, tim của thằng nhân vật này đã bắt đầu đập bịch. Thằng này nó rất là dễ yếu tim nha mọi người. Kiểu như thằng này nó yếu bóng vía, nó cứ phá vào đi. Cô gái này nó đang trốn tìm với mình. Mình sẽ chưa tìm được ra, thì mình sẽ chơi cái nhạc này nhiều lên cho nó cay cú, là nó sẽ hiện ra nha. Có lẽ là như vậy thôi. Bây giờ thì cũng chưa có hiện tượng gì. Thế nào? Chơi với tôi. Ở bức tranh đỏ trên tường. Không chơi xuống tìm. Chơi gì khác được không? Chơi gì khác vui không? Thế nào? Đấy, có cái gì? Đây là hình của bốn thành viên sắp này, vẽ kiểu gì này, che hết mà. Và đây mình nghĩ là đây là cha mẹ rồi, chắc chắn đây là cô con gái này. Còn cái người này, cái người gì không biết hả? À, như phần 1, đúng rồi. Phần 1 mình có nhớ là... đúng rồi. Phần 1 là cặp vợ chồng này như là... có mất một người con rồi sao á. Xong rồi, nãy người giúp việc có nói là... cái này cái nói cái bằng cái tâm thư ở cái phòng khách ấy mọi người, là cô con gái này nó gọi ai mỗi tối kiểu thế. Mình nghĩ là cái linh hồn của người đó hiện về vậy thôi, chứ giờ vẫn chưa có hiện tượng gì cả. Mình đọc cái này rồi nên sẽ không cho tương tác với mình. Xem nào. Đây là cô con gái hiện về đúng không? Mình tưởng vậy là hết rồi chứ. What the hell? Rồi, phòng 4, phòng làm việc. Phòng làm việc đấy hả? Sao lại bẩn đến thế nhỉ? Sao lại làm việc trong phòng dưới này nhỉ? Tối thui ở đây cái công tắc này nè. Đó, sáng trưng ngay, giống cái hành lang nhá, giống cái hành lang ở phần 1. Dây phòng này phòng kín gió, đóng cửa hết mà cái dây thừng nó cứ đưa qua đưa lại, rất là khả nghi. Đây có tâm đầy rồi, có thư đây mà, như là bị bộ y tế, văn phòng của những cái thông số quan trọng.
Mình dịch ngáo quá nhỉ, mình dịch sát nghĩa anh em á, chắc không phải đâu. Mình chỉ biết cái từ bureau này trong tiếng Pháp là văn phòng thôi, vital nó là quan trọng, còn cái này không biết là gì luôn. Siestic hả? Giấy khai sinh. Cái này thì chứng minh rằng cái sự khai sinh đã được điền vào trong cái thông số dữ liệu của bang á, dưới cái tên là Arena Hulsh, vào ngày sinh ngày 8/10/1947. Đây có phải năm sinh của con gái không ta? Đúng rồi. Là giấy khai sinh thì sinh năm 1947 đúng không? Rồi mình nhớ rồi nha, 1947. Tại vì ở đợt phòng khách ấy, nãy vừa nãy xong kèm nó kêu mình nhớ cái phòng khách, nhớ cái năm sinh của con gái. Ok. Ở Woodland này, tên cha là Mile và tên của mẹ là Mary. Nè, thêm vào ngày 1947. Ok, rồi. Nhớ được cái năm 1947 là được. Đây có chứng thực. Cái này là axit nitric, thuốc độc quá hả? Hết rồi, chỉ có ba cái đó thôi. Bây giờ mình cứ bật tắt đèn là sẽ có thứ xảy ra thôi. Rồi xem nào, điều gì đến nó sẽ đến đi chứ. What the fuck? Hết rồi đúng không? Rồi cái này mình chắc chắn là bà mẹ rồi, không ai khác đâu. Nhìn cái này là người trung niên. Đó, xì cái gì đó, nó nói cái gì đó. Đây, chân tay đầy đủ đây, chân cẳng tay đầy đủ, không đứng đi, là nó treo lên như thế này nhỉ. Nãy thì treo ở trong nhà, giờ thì treo ở trong nhà làm việc. Hổ ghê đấy chứ. Rồi biến đi chứ, nhìn kinh quá mọi người ơi. Này không biết YouTube làm gì mình không, chắc không sao đâu. Mình để cái mục là game mình chắc không sao đâu ha. Đây là đặt giới hạn độ tuổi là được. Cái này nó cảnh nó trông nó phản cảm quá. Nó lại suy cái gì đó. Biến mất đi chứ. Ấy, mình vừa thấy cái gì phát sáng nha. Đây. Chìa khóa đến cái két sắt à? Hay là chìa khóa là phòng an toàn à? Mình nghĩ là két sắt. Mất rồi. Đây con dây thường hay đấy, có lá thư này. Tôi không thể chịu đựng tôi không thể chịu đựng việc thấy bạn chịu đựng thế này nữa. Tức là mẹ không thể chịu đựng khi thấy con bị như thế này nữa. Yên nghỉ nhé, đứa con yêu quý của mẹ rồi. Là sau đây là sẽ ba màn tới đó ha. Mình đọc cái này rồi. Cho mình đi tiếp đi nào. Hết rồi, ở đây không còn gì nữa đâu. Có ba cái thôi, rồi thuốc độc hết. Thôi, không mở được. Vẫn chưa cho mình đi tiếp à? Còn gì nữa sao? Còn gì ở đây nữa sao? Ngày 24/4. What the fuck? Két sắt, phòng an toàn. Vậy có lẽ là giải cứu rồi. Giải cứu con gái à? Thế nào? Nhập mã. Mã này. Rồi. 1947. Ây, lỡ số, sorry mọi người nha. 1947, đúng rồi, quên. Ây, cái đầu xanh. 1947 đúng không? Chuẩn bị nè. Đấy, đúng rồi, năm sinh con gái đây rồi. Bỏ ra rồi, trong két sắt. Tại sao con phải chết hả mẹ? Con cũng muốn sống, dù sao đi chăng nữa. Rồi, rất là mãnh liệt, câu từ rất là đanh thép. Mất đèn rồi nha. Nãy trong cái sắt mình chỉ thấy có cái thư thôi mà. Hết rồi. Nó đi ra ngoài, nó trốn rồi mọi người ơi. Giờ chả hiểu luôn. Hết rồi, hết kìa. Đâu rồi? Sao mình đi tiếp đây chứ. Rồi, nhạc đã lên. Từng 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 từng. Từng 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 từ
Mình không thấy lần này mình lại không thấy cái tinh thằng nhân vật nó lại đập mạnh nữa nha. Cái sắt đóng rồi. Hết hồn. Gì đây? Còn mọi người ơi. Yo, đừng. Rồi, xong là toàn bị còn đi. Rồi. Căn nhà 2 thì không phải là câu chuyện có thật. Tất cả hình ảnh rồi, cái lời nhắn là như cũ. Và câu chuyện thì được bịa ra chỉ để tham khảo giả định thôi. Không có một cái ý gì đó mà công kích hay là chủ ẻo bất kỳ người nào cả. Rồi, xong. Đây có cái chuyện này. Thì căn nhà này á, căn nhà này được cho là một nhóm người tự sát và bỏ hàng thập kỷ rồi. Thì căn nhà này đã từng là một căn nhà của một gia đình nhỏ, cha mẹ, cô con gái và người giúp việc. Thì thỉnh thoảng có một cái thứ nó kỳ lạ nó xuất hiện trong căn nhà này. Thì cái người mà giúp việc cảm thấy điều đó khi mà cô ấy mới chỉ đến làm việc ở đây thôi, để chăm cái cô con gái. Và cô ta thì cũng bắt gặp những cái thứ mà lẽ ra là không nên được biết về cô con gái. Thì cái cô con gái này thì không phải là cô con gái thực sự của cặp đôi này, mà cô ta chỉ là một cái đứa trẻ được cái cặp đôi này nhận nuôi mà thôi. Thì cái người giúp việc cũng biết rằng cái cặp đôi này từng có một đứa con trước đây rồi, tên là Arena. Nhưng mà trước đó thì cái người giúp việc này đã biết về cái gia đình, đã biết nhiều hơn về cái gia đình này. Cô ta đã bị sát hại. Thì cái cô con gái này là cũng không có biết, tức là cái con gái nhận nuôi này nè, thì cũng không có biết rằng cái cặp đôi là bố mẹ mà cô ấy đang ở chung ấy đã từng có một đứa con trước đây rồi. Mà cô ấy cũng thường thấy một cái cô gái tóc dài trong suốt thời gian đêm. Và Arena ở đâu? Cái người con gái thật của cặp đôi ấy, thì Arena được sinh năm 1947, là bị khuyết tật nghiêm trọng. Mà cái cặp đôi này thì nuôi cô ấy một thời gian, nhưng mà biết rằng để cô ấy phải chịu đựng nhiều và không có một cái tương lai tốt đẹp gì thế. Muốn một tương lai tốt đẹp, cho nên là cái cặp đôi này đã hạ độc cô và đặt thi hài, đặt cái xác của cô vào trong cái két sắt, đặt mật khẩu là ngày sinh của Arena. Và kể từ đó cái căn phòng đã được khóa và không ai đã vào trong. Và thời gian trôi thì cặp đôi đã nhận nuôi một đứa trẻ, nhưng mà họ không bao giờ quên những cái gì họ đã làm trong quá khứ. Và thi thoảng thì vẫn bị khó chịu với cô gái Arena. Và cuối cùng thì tất cả gia đình đã quyết định là tự sát. Nhưng mà linh hồn của Arena thì vẫn còn ở trong căn nhà. Và cô ấy đã lớn lên, cô ấy không chết và cô ấy muốn sống. Và đó chính là kết thúc cái series có 2 tập này của mình thôi, về tựa game kinh dị có tên là Căn Nhà 1 và Căn Nhà 2. Mọi người thấy game mình chơi game kinh dị như thế nào? Mọi người nếu mà mình bật lại này nhá. Mọi người thấy mình chơi game kinh dị như thế nào? Mọi người có thấy thú vị không nhỉ? Nếu mà mọi người thấy thú vị thì nhớ ủng hộ mình nhá. Mình sẽ tiếp tục làm về những tựa game kinh dị. Mình cũng khá là thích cái cảm giác bị giật mình ấy, mặc dù mình ghét nó nhưng mà mình thích bị như thế. Thì video của mình đến đây xin được kết thúc nha. Mình thấy game này cũng hay đó, mọi người có thể tải về trải nghiệm luôn, chỉ cần tải một phiên bản thôi và vào game mọi người có thể chơi được cái nào thì tùy mọi người chọn đấy nhá. Video của mình đến đây xin được kết thúc nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình rất là nhiều. Tạm biệt mọi người nhá, bye bye, chúc mọi người một ngày mới tuyệt vời.